Thưa quý vị và các bạn, bây giờ trở lại vấn đề về di sản thừa kế. Tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn lập di chúc có khó không? Dạ thưa không, không có khó chút nào hết. Thứ nhất, chúng ta phải coi là di chúc này, cái tài sản này có phải là của mình hay là cùng chung với người khác. Thứ hai nữa là ý của mình muốn gì. Giống như bây giờ mình đi ra ngoài chợ, nay mình muốn ăn hủ tiếu thay vì mình ăn bún riêu, thì mình nấu mua cái nguyên liệu để nấu một nồi hủ tiếu chứ không phải nấu một tô bún riêu. Cái thứ ba nữa là bây giờ mình định để lại cái tài sản đó cho ai. Tôi chỉ đi 3 vấn đề chính thôi. Tôi đặt giả sử tôi có một cái chú khách hàng, chú bảo với tôi rằng là cô Thu ơi, tôi có hai cái phụng con. Phụng con thứ nhất thì có một đứa, phụng con thứ hai thì có hai đứa. Phụng con thứ nhất là em nó cũng đã thành niên rồi, tôi cũng là một người cha, tôi cũng cho nó một cái tài sản để nó lập thân, nó cũng đã có gia đình. Tuy nhiên là mấy bữa nay về nó ăn chơi cờ bạc, nó về nó quậy quá chừng luôn, bây giờ nó kêu tôi là phải đưa cái tài sản này. Tuy nhiên rằng là cô Thu biết rồi đó, cái phụng con thứ hai thì có một đứa nó 16, 17, còn một đứa là chưa thành niên. Thì bây giờ ý của tôi á là tôi muốn lập cái di chúc này lại cho con. Tôi bảo thế cái tài sản này thì chú tạo lập từ lúc nào? Thì chú mới bảo với tôi rằng là sau khi mà tôi ly hôn với người vợ trước đó, thì chúng tôi không có tài sản, và tôi kết hôn với cô sau này thì tôi và bà đã tạo lập và làm nên một cái tài sản, và cái tài sản này nó là cái sự đóng góp của cả hai vợ chồng. Thì sau khi hỏi lại thời điểm thì quý vị và các bạn biết rằng là cái nhà đó thì họ được tạo lập từ năm 2013, mà hai vợ chồng kết hôn từ năm 2002. Vậy thì các bạn biết rồi, tài sản được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân nguyên tắc là tài sản chung vợ chồng. Vậy thì trở lại vấn đề thứ nhất, nếu tài sản đứng tên một người thì người đó có quyền tự mình lập một cái di chúc cho ai đó, và tài sản là sở hữu chung vợ chồng. Mà quý vị và các bạn biết rồi, sở hữu chung vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất, không thể tách rời được. Trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi là tên Nguyễn Văn A và bà Nguyễn Thị B, vậy thì không thể nào mà tách ra, chỉ có chia 1/2 tài sản mà chia mang tính chất ước lượng mà thôi. Thì đối với cái sở hữu chung thì nếu như trong trường hợp cái chú này chú định đoạt tài sản thì phải có ý kiến của vợ của chú. Thì tôi cũng đã nói với chú rằng chú ơi, đây là tài sản chung vợ chồng, mà trên nguyên tắc tài sản chung vợ chồng thì phải định đoạt ý chí của cả hai người. Thì chú mới nói ok, đồng ý thôi. Bà nhà tôi thì con là con chung của tôi và bà, cho nên bà đồng ý ký chung. Mình giải quyết được một cái bài toán. Nếu cá nhân là chủ sở hữu thì chúng ta sẽ chuyển cái lập cái di chúc của một cá nhân, ý chí cá nhân. Nếu đồng sở hữu, đồng sử dụng thì chúng ta sẽ lấy cái trên cái cơ sở này. Cái thứ hai nữa là người thụ hưởng. Thì thông thường thì người thụ hưởng là cái người mà được chỉ định trong di chúc để được thưởng cái di sản đó. Thì dễ thôi quý vị và các bạn. Tôi đã hỏi về bây giờ ý chú muốn để lại tài sản cho ai, thì chú bảo rằng là tôi để lại tài sản cho hai đứa con ruột của tôi, và mỗi đứa được 1 phần ngang nhau. Và thế là luật sư đã giúp vị khách hàng này hoàn tất cái thủ tục để lập di chúc. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thì chúng ta không thể nói chúng ta là cha mẹ, chúng ta phải phòng xa, phải lo những cái cơm áo gạo tiền hàng ngày. Và tôi nghĩ rằng các bậc cha mẹ cũng nên có cái động tác lập cái di chúc để phòng xa khi mà mình không còn có mặt ở trên cõi đời này, để chỉnh cho các con của mình có những cái tranh chấp không đáng tiếc. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta có cái mục trả lời bạn đọc. thì rất mong quý vị và các bạn và cả những các anh chị đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài nữa, nếu có những câu hỏi liên quan thì hãy mạnh dạn trả lời để luật sư có những cái phản hồi trả lời với quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn.